Chủ nhật vừa qua, trong thời gian nghỉ ngơi sau một tuần miệt mài tập phục hồi chấn thương, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã đưa bà xã Doãn Hải My đi thăm thư viện Starfield Suwon, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Thư viện bề thế nằm trong khu trung tâm thương mại hiện đại, bài trí hiện đại, hút mắt. Qua camera quay cận, Doãn Hải My hóa gái xinh tri thức ngồi giữa không gian thư viện khổng lồ. Rồi cô nàng đưa tay đếm 1,2,3, camera kéo thành góc rộng lia ra toàn cảnh thư viện với nhộn nhịp người học cùng vô số cuốn sách. Video bắt trend này được Hải My đăng mạng xã hội lập tức thu về 2,6 triệu view và hàng trăm bình luận chỉ sau ít giờ đăng tải. Dưới video, không khó để gặp những câu nói ưu ái dành cho bà xã Đoàn Văn Hậu như xinh đẹp như hoa giữa rừng người hay vẻ đẹp tri thức. Trong một video khác, Doãn Hải My được quay từ phía sau, cô nàng khoe góc nghiêng cực phẩm, xinh đẹp nở nụ cười với camera. Doãn Hải My chỉ diện áo len đơn giản phối cùng quần jean và giày thể thao đôi với Văn Hậu nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt bởi vẻ năng động, tự tin và năng lượng tươi tắn. Bà xã Văn Hậu còn gây chú ý khi khoác theo một chiếc túi hàng hiệu làm điểm nhấn khi sánh vai Văn Hậu. Thời gian này, Văn Hậu vẫn đang tập phục hồi chấn thương ở xứ Kim Chi. Anh có bà xã bên cạnh động viên, chăm sóc. Tranh thủ thời gian ở Hàn Quốc, Doãn Hải My rủ Văn Hậu ăn food tour ở Seoul, thưởng thức ghẹ ngâm tương, cơm trộn bạch tuộc, canh sườn bò kim chi, nhân chuyến cùng chồng sang Hàn Quốc điều trị chấn thương và nghỉ dưỡng. Từng nhiều lần sang Hàn, Hải My quen thuộc với các nhà hàng và đồ ăn ở Seoul. Thời điểm này bắt đầu vào mùa cao điểm du lịch ở Hàn Quốc khi trời se lạnh, cây chuẩn bị thay lá. Những hoạt động của cặp đôi vàng làng bóng đá Việt được cập nhật thường xuyên nhận về nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Ngoài thời gian Văn Hậu miệt mài tập luyện cùng chuyên gia trong phòng tập, khi rảnh rỗi, anh cùng bà xã Doãn Hải My thư giãn bằng việc đi xem bóng đá, một vài điểm nổi tiếng của Seoul. Doãn Hải My cũng check-in ở những địa điểm liên quan đến nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc, BTS mà cô nàng đã hâm mộ từ lâu. Không chỉ đăng tải những hình ảnh vui chơi ở Hàn Quốc trên trang cá nhân, nàng quát Doãn Hải My cũng chăm chỉ trả job cho các nhãn hàng bằng các video review sản phẩm chủ yếu ở mảng làm đẹp, thời trang, đồ gia dụng hợp cho các mẹ bỉm sữa. Nhờ ngoại hình xinh đẹp nổi bật thuộc top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, lại có danh tiếng là vợ của tuyển thủ đội TUIE Việt Nam Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My là một trong những nàng quát có trong tay nhiều quảng cáo, bio nhất làng quát Việt. Mới đây, nàng quát đăng tải bức ảnh check-in ở đường phố Hàn Quốc, khoe đôi chân dài nuột nà, vóc dáng gọn gàng sau sinh con đầu lòng. Hải My không quên gắn thẻ nhãn hàng mà cô nhận PR. Hay video dạo chơi ở Việt Nam, Hải My cũng tranh thủ quảng cáo cho một loại kem chống nắng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những video kiểu này của bà xã Đoàn Văn Hậu thường nhận phản hồi khá tiêu cực. Dân mạng khuyên Doãn Hải My nên quảng cáo ít lại để giữ được hình ảnh của bản thân. Bởi lẽ cô nàng đang quảng cáo quá nhiều khiến những người theo dõi này sinh nghi vấn về việc Hải My có tâm trong review sản phẩm hay không. Dẫu vậy, đó chỉ là một số ý kiến tranh cãi trái chiều mà bất kỳ người nổi tiếng nào khi thực hiện việc bio, quảng cáo đều sẽ gặp phải. Việc Doãn Hải My nhận quảng cáo có thể giúp cô nàng có thêm nguồn thu nhập để chăm lo cho cuộc sống, tận dụng thương hiệu cá nhân chẳng có gì là sai. Hơn nữa, những video của cô nàng vẫn chưa phải nhận phản hồi tiêu cực về chất lượng sản phẩm. Bà xã Văn Hậu vẫn luôn khẳng định với các sản phẩm mình quảng cáo, cô đều có sự trải nghiệm và thấy thật sự phù hợp mới chia sẻ với mọi người.